Cô Năm, cho con gửi tạm bức tranh ở đây vài ngày nha. Đẹp quá. Mà có giống không vậy con? Con cũng không biết nữa. Nhưng làng xóm, cánh đồng, con rạch đều vẽ theo sơ đồ phác thảo. Họa sĩ đã phối màu lên theo yêu cầu của bác Ba Mạnh. Con nghĩ chắc cũng giống đó cô. Một ngôi làng như vậy mà biến mất thì thiệt là tiếc quá. Công lao gầy dựng phải mất cả trăm năm. Việc nhà nước thuộc địa cho nạo vét, sửa lại thành đê cao, đã ngăn được mặn cho cánh đồng lung tưởng. Mà sức người thời đó có mong gì mỹ mãn được. Nhưng mà từ khi có cái bờ sáng đó, người dân tứ xứ kéo về sống hai bên bờ sông Cửa Lớn ngày một đông, đua nhau khẩn quan. Sớm lung tưởng lúc đó mới hơn chục nóc nhà, đều là bà con từ rạch Băng Cung dời xuống. Mỗi nhà cũng chỉ mới bao chiếm vài ba mẫu đất, mận được vài mùa. Anh em, bắt đầu từ đây mình chia cánh ra được rồi đó anh em. Rồi ông cố con thấy rằng, nếu cứ theo cái đà này, không bao lâu nữa dân tứ xứ lại kéo đến. Đất ngoài sông cái đã có chủ, họ phải vô bao chiếm cánh đồng lung tưởng, thì cái mỏm phú nông của người tới trước cũng không còn. Nhưng mà tình cảnh thiếu thốn, thiếu nguồn nhân lực, thì cùng một lúc không thể khai khẩn được một diện tích như mong muốn. Trước tình cảnh đó, cố con bàn với bà con dân làng, trước hết cứ thét luận phân ranh chiếm phần trước. 12 gia đình chung sức lại với nhau cùng làm. Anh em, thét luôn. Phải hơn 2 ngày mới thét xong 4 con luồng. Ước tính cho đủ 36 công bề ngang, 40 công bề dọc, 1.440 công đất được chia đều ra cho 12 gia đình, mỗi nhà được 120 công. Cứ chiều ngang cách nhau 36 tầm, dọc 480 tầm là cắm một trụ đá làm ranh. Số trụ đá này tới nay vẫn còn. Tất cả là 24 cây trụ đá, chiều ngang cách nhau có 108 thước, nhưng chiều dài lại cách nhau 1.440 thước. Chính vì vậy mà 12 cây trụ đá phía sau hậu đất ngày nay lại nằm phía bên kia kinh mới, thành câu chuyện mà lớp con, lớp cháu ngày nay ít ai biết tới. Ê! Dừng lại! Rồi! Lùi đi, lùi đi! Rồi, chiếc qua phải một chút. Không không, chiếc qua trái. Rồi, cắm đi! Rồi!
Rồi, gặp đây. Thưa ba, sao hồi đó ông cố con không tăng gấp đôi chiều ngang để rút ngắn gấp đôi chiều dài lại hả ba? Chuyện đó đâu phải do ông cố con dở tính toán, mà do trời đó con à. Là sao hả ba? Hồi đó ông bà mình đi tìm đất khẩn quan, ai đến trước thì chọn đất Gò Cao, ai tới sau không còn đất tốt mới khai phá đồng sâu ruộng trũng. Ông cố con làm như vậy là để chiếm hết phần đất cỏ của cánh đồng này. Tới 12 hecta cộng với số đất đã khai phá trước đó, sức đâu mà chịu nổi hả ba? 120 công đất cộng với 30 công tầm cấy đã khẩn mấy năm trước. Nếu tính theo công tầm điện thì phải gần tới 180 công, sắp xỉ 18 hecta. Mà phải làm đất phát, chờ lấy đâu ra trâu để cày bừa. Nên đối với ông cố con cũng như dân làng thời đó, cũng chỉ là bắt đầu có cái mộng của đời sau. Nhưng đã là người nông dân thì phải có cái chí lâu dài. Nếu không, làm sao cố con dám lìa bỏ tổ tiên, bản quán để đến đây? Uống trà đi anh Sáu. Cô Năm đó hả? Ở đâu cô có bức tranh này vậy? Của một chị bạn chuyển nhà nên gửi tạm ở đây vài hôm. Ai vậy cô Năm? Anh có quen không? Dạ, chị bạn em mới chuyển nhà từ Cần Thơ xuống. Anh không quen đâu. Già từng tuổi này mà mới tập nói dối là hơi muộn rồi đó cô Năm. Không phải nói dối đâu anh Sáu ơi. Người ta nói đây là cách nói chiến thuật để thăm dò phản ứng của đối phương đó. Vậy ra anh là đối thủ của cô à? Thì đôi khi anh cũng cảm thấy như vậy mà, đúng không? Với cô, lúc nào anh cũng có sẵn một bàn thua. Thật ra mấy ngày nay em cứ lo, không biết bức tranh có giống không, vì em chưa từng vô tới đó, còn bức tranh thì lại quá đẹp. Giống, giống lắm. Nó giống tới nỗi anh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nhưng tiếc là nó còn thiếu một số nét chấm phá, nên không thể hiện hết cái sức sống của một ngôi làng thuần nông trù phú như nó vốn từng có được.
Cô lại đây. Anh chỉ cho cô xem kỹ những chỗ này. Con đường làng vắng quá, thiếu bóng dáng những đứa học trò nhỏ. Học trò nhà quê hồi đó ăn mặc lôi thôi, quê mùa lắm, nhưng thật là lễ phép, dễ thương. Cô biết không, còn con rạch lung tượng hồi đó có màu nước hơi nâu, giống như màu nước đỏ của vùng đất vốn u minh được pha thiệt loạn. Nè, mà rạch lung tượng hồi trước có nhiều cá đồng lắm nghe cô. Mặt nước thì luôn sao động, đầy sự sống, chứ không phẳng lặng như thế này đâu. Đây, đúng rồi, đây là nhà bá Mạnh. Còn đây là nhà giáo thứ. Nhà này là của Năm Tất. Nhà Bảy Xô ở đây. Còn góc này là nhà của ông Chính Lớn. Trật, dễ trật rồi. Vườn nhà ông Chính Lớn có bụi tre Mạnh Tông cao nghiêu, nhìn trật ót. Hồi đó anh Sáu của cô ở đây, sau cái cu quẹo này. Cô biết không, lẽ ra nó còn phải chảy thêm một đoạn nữa nối với đầu kinh mới. Đoạn chỉ đạo hội ấy ở nhà Sáu Sâm, ngay ở đầu kinh mới đó. Nói chung là so với những gì anh Sáu cô biết về sớm lung tượng thời đó, thì bức tranh này không làm anh được hài lòng cho lắm. Còn đối với em á, như vậy là đẹp lắm rồi. Thảo nào hồi đó người ta chọn nơi này để xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp điển hình. Nói không biết có làm anh Sáu buồn hay không. Cho chọn một nơi hoàn hảo như vậy để mà xây dựng hình mẫu thì có khác nào sẵn ổ để mà đẻ. Vậy mà đẻ cũng không xong. Vì sao này, nhiều người thấy sớm lung tượng mình sung túc thì cho là các bậc tiền hiền của ta may mắn chọn được đất tốt. Nhưng theo ba thì nhận xét này chỉ mới đúng có một phần. Vì đâu hẳn có được đất tốt là có được làng sớm tốt. Người ta nói vậy là chỉ xét tới địa lợi, chứ không xét tới nhân quả. Địa lợi là do trời đất tạo ra, còn nhân quả là do đâu mà có. Khó lắm chứ không phải dễ. Bởi vì đất, nó vẫn là đất, nên địa lợi muôn thuở vẫn là địa lợi.
còn về cái sự nhân hòa, còn phải do thời thế mà ra. Cái sớm này mất đi, đối với con, hay thậm chí đối với ba, rồi mọi chuyện nó cũng qua thôi. Nhưng ba luôn thấy mình có lỗi với tổ tiên ông bà, với các bậc tiền hiền. Khi mà con tôm nó hủy hoại Lạc Sơn, ba hy vọng khôi phục lại nghề nông, tái tạo lại Lạc Sơn, để chuộc lỗi với ông bà. Chẳng may bà có sớm nhắm mắt xuôi tay, cũng nhẹ nhàng thanh thản. Con là người có học, con không còn là nông dân nữa, nên có nhiều điều về nông dân ba muốn con thấu hiểu. Chuyện ông cố, ông nội con vì sao mà chết, chuyện 11 người đàn ông đầu tiên cùng ông cố con đến đây tạo dựng Lạc Sớm vì sao mà chết, bà muốn con cần phải hiểu. Bà muốn con đi đến từng nhà để gặp bác giáo thư, bác Chính Lân, bác Năm Tức, chú Bảy Xô, cô Hai Lập. Họ sẽ kể cho con nghe. Anh Theo! Anh Theo! Anh Theo! Ê Cần! Mày đi đâu đó? Má kêu tôi đi kiếm anh chứ đi đâu? Kiếm tao làm gì? Về biết! Tránh ra tao mới về! Nhảy xuống! Không! Đi! Sang vào. Dạ. Đợi mấy anh về rồi ăn không được hay sao? Ngon quá má ơi, thứ nào cũng ngon, con chịu hết nổi rồi. Đồ chết thèm, anh cũng về thôi chứ bộ. Sang vào, không có được cãi nhau nghe không? Dạ. Má ơi, anh Hiếu về rồi. Vô ngồi ăn đi con. Tiện đồng sang vậy? Má trúng số đó. Lên ăn đi con. Nhà mình lâu lắm mới có một bữa như vậy đó. Tôi hỏi tiện đâu ra? Má lén tôi đi nhận tiện phải không? Nè, con có ăn thì lên ngồi ăn, không thì để cho mấy đứa em của con nó ăn được ngon miệng. Không có la lối nghe chưa? Người ta sang lắp ầm ầm ngoài kia rồi kìa,
Má đừng làm như không hay không biết. Hiếu à, chuyện tiền bạc má đã nói rõ ràng với con rồi. Má không tranh giành với các con một đồng nào hết. Con về nhà ở với má như trước đây. Mọi chuyện con cứ để cho má lo. Con không sợ bà con chê cười hay sao? Tôi nói cho má biết, hoặc là má chia tiền cho tôi, hoặc là má sẽ hối hận. Chọn đi. Hiếu, mày định làm gì? Làm gì rồi má sẽ biết. Hiếu, Hiếu, trời ơi, nghe má nói, Hiếu, đừng làm vậy con. Hiếu, 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 Hiếu ơi, Hiếu. Thôi vô nhà đi. Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu ơi, dừng lại nghe má nói. Hiếu ơi, Hiếu, Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu. Trời ơi, Hiếu ơi. Tụi mình á là nông dân mấy đời, mà bây giờ ông nhà nước ông tính như vậy thiệt nó nghiệt quá mà. Cái thằng này chạy chết hay sao mà. Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu. Đâu ra coi. Hiếu. Thấm. Thấm, có chuyện gì vậy? Nè, có sao không con? Thằng Hiếu. Thằng Hiếu làm sao? Mày tỉnh lại đi. Thằng Hiếu xe. Chú Bảy, dìu cổ vô nhà, để con chạy đi coi sao. Đi đi. Đứng dậy đi con. Hiệp ơi. Dạ. Hiệp ơi, mày về lấy xe. Chứ nó chạy xe mình chạy bộ, làm sao kịp. Thằng Hiếu chạy xe chưa đành, nó chạy kiểu đó không nhanh được đâu. Mày nói nó muốn tự tử hả? Đẻ lên chú. Nó có sao không ông? Thiệt tình. Để tôi coi. Hiếu, có sao không ba? Bông băng này ba. Trời ơi, xe với cổ. Mạnh yếu lắm. Khởi, lấy xuồng máy cho ba. Dạ, Sự, đi dạ. Với anh. Lẹ. Đem mền cho nó này Cúc. Má về với coi chừng anh Tư giùm con. Đi nhanh lên đi con. Dạ, dạ. Dạ, chị Hai đếm lại. Thôi, bây giờ mọi người là đại gia hết rồi. Đây chẳng qua là mấy đồng tiền lẻ thôi. Ai thèm ăn gian làm gì ha. Anh Hai ơi. Dạ, đây là 15 triệu của anh em góp lại để cho anh với chị mua ghe mới. Tôi đã nói với chú rồi mà, chú làm vậy có sao được. Dạ, em cũng nói với mọi người á là ý anh như vậy, nhưng mà họ không có chịu. Họ nói ơn anh Hai như núi, chả sao hết. Dạ, coi như đây là món quà của bà con mình gom lại để tặng cho anh Hai làm kỷ niệm vậy đi. Chú thấy đó, vợ chồng tôi làm không thôi còn bị mang tiếng, huống chi là nhận tiền. Chú về nói với bà con. Bà con có lòng thì vợ chồng tôi cảm ơn. Nhưng còn tiền tôi không thể nhận. Em à, em chỉ nhận đủ 50%. Đưa cho chú Bảy để chú thanh toán xong với đám tham quan. Tiền còn lại của bà con nhất định không nhận một xu nào hết nghe chưa.
Tánh hai nhỏ xưa nay là vậy, đã làm ơn thì làm cho chót. Anh khó quá. Khó tánh vậy con bị băng tiếng. Nói thiệt với chú, tôi cũng không muốn về đây làm gì đâu. Anh nói vậy không sợ chú Tám chú buồn sao? Không sao đâu chị hai, em hiểu mà. Nè, tính anh hai chú vậy đó. Thôi chú về đi, còn tấm lòng của bà con đối với anh chị á, chị nhận cho. Rồi từ từ chị khuyên ổng sao. Vậy nha. Ráng nói với ảnh giùm nghe chị. Ừ, em dạ. Về đi. Em về anh hai ơi. Em về luôn nghe chị hai. Dạ. Ừ. Cảm ơn chị nhiều em lắm. Em về. Thôi, đừng có diễn kịch nữa. Cái mặt tươi cười lên cái coi. Cất tiền đi, chuẩn bị lui ghe. Chuyện công ty ma đó ổn chưa? Là tính xong với đầu bảy đâu ra đó hết rồi. Mình chỉ đạo từ xa thôi. Mà thằng Võng có biết chuyện gì không? Y như thiệt, sao nó biết được? Nhưng mà tôi lo như cái chuyện chính hổ đó. Mẹ nó, chơi cái vố này kiếm thêm cũng được vài ba tỷ. Ông dặn thằng Đào Bảy á nha, đừng có tham lam quá, đầy túi á giọt liền. Bà sao vậy? Thằng Đào Bảy làm ăn với mình bao nhiêu vụ rồi, có bao giờ thất bại chưa? Thì mấy vụ trước là vụ cò con, còn chuyện này là chuyện lớn. Tính ra thì thằng Đào Bảy chỉ là một thằng điếm thúi rẻ tiền, không lo sao được. Rẻ tiền vì trước giờ mình làm chuyện nhỏ, còn bây giờ mình làm chuyện lớn, mình phải nâng tầm nó lên. Ăn chứ. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Ê, còn mấy trăm triệu ở chỗ thằng quý tử của ông thì sao? Thôi bỏ đi. Con Thắm bây giờ giống như khúc xương khó nuốt vậy. Lấn cấn với nó không khéo hư chuyện lớn. Nhưng mà nó cãi được tiền thì sao? Nó mà cãi tiền được, nó cũng tự động ân cục tiền về cho mình. Mà lo gì? Chưa chắc. Dân xứ Lung Tượng này đớt tin thằng nào con nào hết trơn. Ê, còn chiếc xe gắn máy, ông định cho thằng Hiếu luôn hả? Nè, bà đừng cạn tào ráo máng vậy nghe. Bà đang ngồi trên một đống tiền, công lao thằng nhỏ cũng đâu có ít. Mà bà đừng có quên, thằng Hiếu nó là con ruột của tôi. Cái xe Trung Quốc đáng bao nhiêu tiền đâu mà bà tiếc. Kiếm hai nhỏ hả? Dạ chú thấy nghe bác hai đâu không? Nè, đang bơi ngoài kia kìa, mới lưu ra đã tắt máy. Ở cửa hàng Tư Niên á, ra tìm đi. Bác hai. Bác hai ơi. Bác hai ơi. Bác hai. Hai nhỏ. Mày khùng hả? Mày chạy lại đằng cửa hàng nhà Tư Niên, mày kêu nó. Ở đây mày có kêu lòi có chê cũng không ai nghe đâu. Dạ. Chính người này qua trưởng cha tình thương. Ê, quỷ nhỏ chạy đi đâu vậy? Bác hai ơi, bác hai, thằng Hiếu lấy xe nặng lắm. Ê, hai nhỏ, thằng Hiếu chết rồi. Cách này mới được. Hai nhỏ chú ý. Alo, hai nhỏ chú ý. Hai nhỏ chú ý. Thằng Hiếu con mày chết rồi. Bác hai ơi, thằng Hiếu té xe nặng lắm. Chị thập cứu ra bệnh viện huyện rồi. Bác ra đó gấp. Toàn là làm.
Phải nghe lại cho con đi với. Trời ơi, sao không giật máy nổ đi, đứng đó làm gì? Bà có nghe nói gì không? Thằng Hiếu bị té xe nặng lắm kìa. Công an nó gạt đó, đồ ngu. Mày cái lại cho con đi. Mày Khải ơi, mày Khải ơi. Trời ơi, mẹ, giọt mẹ đi, muốn chết hả? Hai nhỏ, thằng Hiếu bị thương hả? Chết có hàng tập tiên đó, ăn quá cho con bị ăn nhanh đó. Chọn, nhanh lên. Mấy hai ơi, mấy hai cho con đi với. Mặt cha lũ đạn xét à. Mày thấy không con? Hai nhỏ đúng là hai nhỏ mà. Đồ có trái tim. Thôi con ngồi chợ đó đi. Chút tàu đò Thuận Thạch đi ngang á, tao gửi mày quá gian khỏi tốn tiền. Làm cha như nó hả? Cha cái cục cức á. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Không sao đâu Thắm, thằng Hiếu chắc nó bị nhẹ thôi. Thằng Hiếu mà có bề gì, chứ tao ân hận suốt đời quá Cúc ơi. Sốc vậy, thằng nghèo khổ còn hơn. Thằng Hiếu có sao không hả cô Nguyệt? Dạ, đầu thằng Hiếu nó có bị chấn thương không vậy cô? Sao mà thấy nó chảy nhiều máu quá? Dạ, bác sĩ mới kiểm tra, thấy chỉ bị ở phần mặt thôi. Phải chờ kết quả chụp X-quang mới biết chính xác được. Nhưng theo em thấy không có liên quan gì đến não đâu. Gia đình cứ yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, có gì đâu chị. Lúc chị trên đường đưa cháu đến đây, cậu ba có gọi điện trước cho em rồi. Chị Cúc phải không? Ủa, còn anh Hai Hiệp với thằng Sự đâu? Em nghe cậu ba nói mình đi tới 4 người lận mà. Thằng Sự nó về rồi, còn anh Hai Hiệp á, thì cũng loanh quanh đâu đây thôi. Lâu quá rồi mà cô Nguyệt cũng nhớ chị. Giỏi thiệt á. Dạ nhớ chứ. Em còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần má dắt em về thăm cậu ba, chị hay dẫn em ra quán ông chệt diễn ngoài đập á, uống đá bào. Vui quá trời luôn. Thôi em có công chuyện phải đi một chút. Chuyện của cháu Hiếu á, em đã gửi gắm xong hết rồi. Chị đừng có quá lo nha. Thôi em đi nha chị Cúc. Tại chiều nay em có ca trực, chứ nếu không mời chị với anh Hiệp đến nhà em chơi cho biết. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Dạ đâu có gì đâu. Thôi hai chị ở đây nha, em đi nha. Tôi biết thằng Hiếu hư cũng có phần lỗi tại tôi. Hôm trước tôi có hứa chị Thắm là sẽ giúp chị dạy lại nó. Ngặt nỗi bây giờ tôi phải đây lo chăm sóc cho hai phiền. Thằng Hiếu có mệnh hệ gì, tôi không biết phải ăn nói sao với bà con, với chị Thắm. Thằng Hiếu coi vậy chứ chắc không sao. Chú thay đổi được là tôi mừng. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, không có nhắc lại nghe. Còn thằng Hiếu, chú làm cho nó hư được thì cũng làm cho nó nên được. Chú cũng hiểu. Chuyện gia đình thằng Hiếu tôi không muốn dính vô. Tôi biết chứ. Giữa anh và hai nhỏ có mối thù thâm căn cố đế. Chưa hại được anh, hai nhỏ trong lòng ức ức lắm. Chú đâu có rành hai nhỏ bằng tôi. Tôi với nó từng chung một chiến hào mà. Mới đây
Tôi được nghe Hai Phiền kể nhiều chuyện về anh và hai nhỏ. Tôi không hiểu, cỡ như anh mà nhịn được hai nhỏ thì đấy làm lạ. Nếu là tôi, hoặc là chết, hoặc là mục xương ở trong tù. Nói thiệt với chú, tôi từng nghĩ, trên đời này ngoài dưỡng hai tôi ra, ai mà đụng tới tôi đâu có nhịn. Vậy mà tôi nhịn được hết, kể cả thằng hai nhỏ. Tôi nghĩ anh cũng biết. Đến bây giờ, hai nhỏ vẫn tìm đủ mọi cách để hại anh. Có nhiều chuyện chú không hiểu được đâu. Cấp vô đi ông. Ông ở giữ ghe, tôi lên tiệm vàng nha. Còn đã, để tôi tính. Sao? Coi như là ông không hay, không biết, không nghe gì hết đi. Làm vậy có sao được? Nói gì thì nói, không chừng mình còn phải qua lại chỗ đó nữa. Đừng để mấy cái chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng chuyện lớn. Biết đâu á, vụ tai nạn này là do thằng Hiếu làm ra, đang giải với ông Thắm. Sao ông không điện thoại cho thằng Tám Võng hay thằng Tám Lơ thử coi làm sao? Thằng Tám Võng đang ở ngoài tỉnh, đi công chuyện với thằng Đầu Bảy, chuẩn bị cho chi nhánh công ty đó. Còn Tám Lơ tôi gọi rồi, mà điện thoại nó ỏi e không có sống. Thôi, ông tính sao cũng được. Nhưng tôi thấy, trong lúc này, ông nên tránh mặt con Thắm, thằng Chính Hổ, với lại con Hai Phiền là tốt nhất. Phải tránh mặt ít nhất là mấy tháng, để coi thằng Đầu Bảy nó làm ăn ra làm sao cái đã. Này, con đã. Bà không có hiểu. Nè, cắt đứt quan hệ cho thằng Hiếu không có khó, nhưng mà đừng có để cho mình mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Mười mốt lửa có kèo thơm nào, khó làm ăn lắm. Với bà không hiểu, mấy cái vụ La Phong Thành này lợi hại dữ lắm. Nhớ hồi cái vụ Lúa Phân Tiền đó, tại sao Trung đã từng biêu ríu bà Mạnh trên La Phong Thành đó. Ai cũng nghĩ là bà Mạnh treo cổ tự tử luôn rồi. Ai về đâu xuất hiện mấy anh cha nhà báo, tự nhiên xông vô hỗ trợ bà Mạnh, làm cứu hộ mã thương. Rồi, vậy là bà Mạnh chuyển bại thành thắng. Tại sao Trung ngã ngựa, cuốn gói vong luôn. Mẹ, làm mình ê mặt, bỏ xứ đi mấy năm trời. Xạo, ông đi theo gái thì có, chứ cái mặt ông dày mo vậy, ê nổi gì. Ừ, cũng có. Nhưng mà lúc đó tôi còn non lắm, đâu có bản lĩnh như bây giờ. Đêm nào nằm ngủ cũng phập phồng, sợ thằng An Hiệp nó lụ cho một mát. Ủa, nghe đồn trong nhà ông chứa lựu đạn nhiều lắm mà. Lựu đạn có đóng, nhưng mẹ, lỡ nó chơi lén rút chút sao kịp. Thôi, chứ không phải lúc đó ôm con Thắm ngủ mê hả? Mẹ đang ngon lành, nó giải tán tập đoàn, hỏng chân. Bác sĩ nói nó bị đa chấn thương, chắc dập bình mẩy hết rồi. Bị gãy xương là nhẹ đó, cũng may mà không bị chấn thương não, chứ không chắc cũng chết luôn rồi. Trời ơi, xe với cổ. Rồi cha nó hay chưa chị? Không biết. Mà cái thứ đồ bất nhân đó, nó hay cũng không thèm tới thăm đâu hai ơi. Thấy chết trước mắt, nó còn bỏ đi được mà. Tới rồi kìa. Anh hai. Con nói sao rồi em?
Khổ ghê vậy đó. Tôi đâu có hay đâu. Nghe tin là chạy tới đây liền nè. Ghe đậu ngoài bến mà không ai thèm báo cho tôi biết một tiếng gì hết trơn. Để làm phiền bà con hết sức gì. Thôi đi. Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi chán lắm rồi. Thấm mà. Đây đâu phải là lúc mình cãi nhau chuyện người lớn. Chuyện quan trọng bây giờ là phải lo cho con. Hiểu chưa? Ông câm miệng lại và bước ra khỏi đây ngay. Thì quả mai tôi còn coi ông là con người. Nếu ông còn biết mình là cha, thì tại sao lại đành đoạn bỏ mẹ con tôi giữa rừng trong lúc con lành đang hấp hối? Tôi hỏi ông, trên đời này có người cha nào mà tán tận lương tâm với ông không? Hôm nay tôi đến đây không phải là để tranh cãi với cô. Tôi cũng không cần phải thanh minh ai đúng ai sai. Nhưng mà tôi nói cho cô biết thấm à. Cô hận lầm người rồi. Sao cô không tự hỏi lại coi, cô đã làm tròn bổn phận của người vợ chưa? Quá đủ rồi hai nhỏ. Ông khôn hồn thì bước ra khỏi đây ngay. Em làm gì vậy? Ở đây là bệnh viện ha. Không lẽ tôi tới thăm con tôi cũng không được sao? Em lấy cái quyền gì mà em hâm dọa tôi? Dựa vào đâu hả? Trời ơi, tôi lại hai người đó. Đừng có cãi nhau nữa được không? Ở đây là bệnh viện đó. Thank you.